Mỗi đứa sẽ nuôi má trong vòng 1 tháng. Hết tháng bưng má bỏ lên cân, cân thử coi đứa nào mà nuôi má tăng ký nhiều nhất sẽ được 80%. Tao với mày hợp tác, mày đem thuốc sổ qua bỏ vô đồ ăn của má, cho má ăn, má không tăng cân cả gia tài là của tao với mày, hiểu chưa heo? Còn 2 ngày nữa là cân má rồi, ép cho má ăn hết cái đống xôi này cho em, đặc biệt không cho đi ngoài. Má tôi còn hại đừng mất cái chồng. Con còn nhớ cái hồi con lên cơn xỉn, má cứu con như thế nào không? Thì má vẫn muốn là má của các con.